Hello, hello, có anh em nào muốn mua máy cắt cỏ hay là máy cưa giá xỉ không ạ? Giá thanh lý không ạ? Thì hôm nay hãy xem video này ngay con bế em nhá. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Hôm nay cửa hàng chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em là máy cắt cỏ cũng như là máy cưa xích giá thanh lý cho anh em luôn. Hôm nay thanh lý cả một chiếc bình điện luôn anh em nha. Hôm nay đây dấu ký tự là lô chữ V này, V1 này, V2, V3, V4, V5, V6. Đấy, thứ tự là như thế. Tại sao mà em lại ghi cái V đấy là như thế nào? Thì để cho anh em thuận tiện đặt hàng nhá. Để nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em này. Anh em ví dụ là anh em ưng cái con máy này nhưng mà không biết tên con máy này là con máy gì, cũng như là đặt hàng ấy, nói qua cửa hàng chúng em thì nó rất là khó khăn. Thì bây giờ anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua con V2, muốn mua cây V2 là được anh em nhá. Và đây là giá thành của cây máy này, đây công khai giá luôn. Đấy, 590k, 1.150.000. Đấy, công khai luôn. Máy nào cũng có dán cái tờ giấy hết rồi nhá. Và bên em thì không bắt cọc trước đâu. Bên em thì không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Hàng tới anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ rồi thanh toán hộ em anh em nhá. Anh em cứ kiểm tra hàng đi rồi anh em mới thanh toán hộ em, chứ bên em không cho anh không không bắt anh em là không được kiểm tra hàng đâu. Anh em cứ yên tâm nhá, phải bên em không bắt cọc trước gì cả. Rồi con V1. Anh em hiểu đặt hàng rồi gì, cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Số đó thì em đã để dưới màn hình rồi đấy ạ. Anh em cứ gọi trực tiếp cho em thì em sẽ chốt đơn và cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn nhá. Em ship là Việt Nam ở chỗ nào em có thể ship được hết, anh em cứ yên tâm. Đầu tiên là một chiếc bình điện xịt thuốc sâu, bình này 20 lít, hàng chất lượng cao nhá anh em nhá. Bình điện Japan chất lượng cao, em đang bán 590k thôi. Và anh em lưu ý đây là toàn bộ, đây là máy mới nhá, chứ không phải là máy bãi anh em nhá. Anh em lưu ý hộ em. Bây giờ máy bãi giờ nó đang cháy hàng quá, không có hàng để bán. Nên là thôi, quay video bán máy mới chơi vậy. Đấy, giá thành thì cho anh em về xài gia đình sử dụng ít ấy. Anh em nào muốn một chiếc máy mới tinh tình luôn anh em nhá. Đấy, bây giờ ngoài cửa hàng người ta đang bán cao, nên là anh em xem video này mua cho nó rẻ này anh em. Và cửa hàng chúng em thì có cái độ uy tín lâu năm rồi anh em. Anh em mua bán của bên em thì rất là yên tâm nhá. Rồi, không nói dài dòng nữa. Bình điện này 590k V1, đây, có cái phần nắp ở đây. Mở ra này, phần công tác này, cũng như là volume tăng chỉnh này, phần ổ sạc ở đây nhá. Bên này là dây đeo đã ráp sẵn vào rồi. Chỗ này là để cái bình ắc quy này, bình ắc quy có thể tháo rời ra được nhá. Đấy, rút ra được nhá anh em nhá. Anh em lưu ý nhá, đây là cái bình điện xịt ắc quy. Cái này thì lấy cái bình ắc quy ra rất là đơn giản luôn, rất là tiện lợi anh em nhá. Ví dụ là anh em đang xịt bình thuốc sâu đúng không? Nhưng mà tối đến gia đình nhà mình bị mất điện hay làm sao ấy, thì lấy cái bình ắc quy này ra thì để cho nó thắp sáng đèn thoải mái luôn anh em nhá. Cái này, bình ắc quy có thể tháo ra được rất là tiện lợi luôn. Bình này 20 lít ạ, bình này 20 lít, bên trong này này. Bên trong này của nó thì đầy đủ phụ kiện nhá. Bên trong đầy đủ phụ kiện hết rồi. Cục sạc này, cần xịt thuốc sâu này, phiếu bảo hành này, bếp xịt này, anh em nhìn hết ở bên trong không ạ? Bên trong có rất là nhiều anh em nhá. Đây. Em zoom kỹ ở bên trong này. Đấy, cũng như là phần cái tay nắm này, tay khóa này. Đó, bếp xịt này đây nhá, nó làm rất là nhiều nhá, cục sạc này. Anh em nhìn thấy chưa? Để hết bên trong nhá. Bình này là mới đét 100% đấy anh em. 590k anh em nghĩ có rẻ không anh em? Hôm nay em bán cho anh em thanh lý luôn. Hôm nay em bán thanh lý cho anh em luôn. Dây đeo, dây điếc đầy đủ hết ở đây rồi. Và đây là cái vòi nước ra của nó này. Đấy. Bình thì chạy vô tư luôn nhá. Đây, bật cho nghe này. Đó, đâu rồi. Đấy. Thấy không? Kêu nhá. Ok luôn. Bình này thì xịt được tầm khoảng 18 đến 20 bình. 18 đến 20 bình nước thì mới hết điện nha anh em nha. Nên là cứ yên tâm. Bình này 20 lít lận cơ. 18 đến 20 bình nước thì mới hết hết được bình nước, bình hết được điện của cái bình xịt thuốc này. 590k một cái anh em nhá. Rẻ luôn, bên em bao ship cho anh em luôn. Rồi, bình điện thì nói đã sơ qua rồi. V1 thì anh em vào chốt đơn thì đặt là bảo anh muốn mua con V1 là được nhá. Qua con V2 này là một chiếc máy cưa xích. Máy cưa xích Kamatsu KM7300, con này thì 1.150.000. Làm con này sẽ là dài 55 cm cho anh em. Con này thì để chuyên về khai thác tầm trung anh em nha. Chuyên về sử dụng khai thác tầm trung, cắt những đường kính khung gỗ khoảng tầm 3 đến 40 cm đổ lại. Lốc hợp kim nhôm đầy đủ luôn cho anh em sử dụng, hai lỗ bô hai cửa xả này. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ nha. Hôm nay em bán thanh lý luôn 1.150.000 cho một chiếc máy cưa xích mới tinh luôn anh em. Có tích hợp chủ giật trợ lực này, dùng con này rất là ok và ngon lành anh em nhá. Hàng chủ của công ty nên là đây có cái tem nhôm ở phần lốc đầy đủ luôn nhá. Và đây có cái mã số ký hiệu của nó này, cái phần mã này thì nó trùng với lại là cái mã cái tem nhôm này luôn, nên là anh em cứ yên tâm.
sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Con này nòng 45mm, công suất của con này nó là 54cc anh em nhá, 34 mã xích, xích này là xích to đấy anh em. Con này thì nó là hàng máy to để về khai thác, cân nặng tầm khoảng 6kg. Em đang bán 1.150.000 thôi. Anh em nào muốn chốt thì nhanh tay chốt đơn đi. Đấy, cắt về cắt hạ gốc cây thoải mái nhá, cắt gốc cây mít, cắt gốc cây nhãn, cắt gốc cây xoài đấy anh em. Đấy, hoặc là anh em cắt gốc cây cà đồ linh tinh, cắt gốc cây cà phê, cắt gốc cây bơ đồ linh tinh. Đó, bây giờ anh em không có nhu cầu sử dụng nhiều, có khi là tháng 2-3 tháng anh em mới bỏ ra cưa một lần đấy. Anh em mua máy bắt đắt tiền làm cái gì? Mới đắt tiền của nó, anh em không sử dụng hết công suất của nó thì nó uổng lắm anh em. Làm cái con này cho nó hợp lý này anh em nhé. Con này ngoài cửa hàng đang bán khoảng tầm 1.8-2 triệu đây. Nhưng mà hôm nay em bán thanh lý thôi, em bán có 1.150.000 anh em nhé. Anh em nào múc thì múc luôn đi ạ. Con V2 thấy đổ ngon không? Đó, nghe tiếng máy rất là khỏe luôn anh em nhé. V2 giá 1.150.000, máy to. Vâng, và máy nhỏ này này thì em đang bán con 1.250.000 thôi. Con này thì để cho anh em leo trèo trên cao, cắt cành tỉa nhánh nhá. Anh em là lớn tuổi đấy, không cầm được cái con máy to thì có thể qua cầm cái con máy nhỏ đấy đi. Con này 1.250.000. Lam sẽ dài 30cm cho anh em có núm ươm sang phụ đầy đủ này. Hàng này thì nó để là hàng mini để cắt cành tỉa nhánh. Anh em là cắt tỉa cây cảnh cũng hợp lý luôn. Cắt tỉa cây cảnh này thay vì anh em mua máy cưa điện ấy, máy cưa điện thì giá nó cũng bằng này rồi. Làm con cưa xăng em đảm bảo luôn xài ngon hơn gấp trăm lần. Xài ngon hơn máy cưa điện gấp trăm lần. Con này nặng tầm 3kg, cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao nhá. Hoặc là anh em cắt tỉa cây cảnh này, cắt cành nhánh cà phê đồ linh tinh. Đấy, nó nhẹ nhàng lắm. Anh em là lớn tuổi rồi ấy, làm con này cho nó nhẹ nhàng. Có 1.250.000 thôi, bên em bao ship luôn anh em nhá. Phần này là đổ xăng pha nhớt này, bên trên này là đổ xăng pha nhớt, bên dưới này là đổ nhớt để nó hút ra, nó bôi trơn làm xích. Đó, máy mới tinh tình tình 100% anh em nhá. Đó, 1.250.000. Anh em thì còn chần chờ gì nữa anh em? Anh em còn chần chờ gì nữa? 1.250.000 cho một chiếc máy cưa mini như thế này. Anh em thấy hạt rẻ chưa? Còn chỗ nào bán rẻ hơn cửa hàng chúng em? Chỉ có bên em mới bán cho anh em cái giá này. Đó, máy cưa này là V2, V3 nhá. Anh em nào muốn chốt con V3 thì bảo là anh muốn mua cây V3 nhá. Đúng rồi, và bây giờ qua ba cây máy cắt cỏ này. Đầu tiên là cây V4. Cây V4 nhá anh em nhá. Đây em ghi nhầm nữa là cây V3. Đây em sửa lại là V4 nhá. Cây này là cây V4. Máy cắt cỏ nòng 36 ly. Con này thì nó là hàng tầm trung rồi nhá. Hàng tầm trung rồi. Hàng tầm sung rồi nhá. Con này nặng tầm khoảng 5,5 kg. Em đang bán có 1.4 triệu thôi. Ngoài cửa hàng người ta đang bán khoảng tầm 2 triệu. Nhưng mà hôm nay em bán 1.4 triệu thôi. Rất là phải chăng, giá thành rất là hợp lý nhá. Sử dụng côn to luôn nha. Anh em nhìn hộ em, nhìn cái phần tum côn này, nó làm có chất lượng không ạ? Nó làm có chất lượng không ạ? Chắc chắn vô cùng luôn. Tay ga là tay gai bộ rồi. Đây phần cùm cần này, ốc toàn là ốc to nhá, ốc hoa thị, ốc to luôn. Ống cần 28 dày 2 ly. Đầu bò chắn cỏ của nó kia ráp sẵn vào rồi anh em rồi. Anh em lấy con này sẽ tặng kèm cho anh em là lưỡi phát cỏ, ổ phát cước, cái chắn cỏ, dây đeo, bộ đồ nghề. 1.4 triệu cho con máy này đây. Đấy, hàng hạt rẻ lắm, anh em không mua ở đây thì còn mua ở đâu nữa anh em. Chân chống là chân chống sát này anh em. Con này ấy, anh em nào mà hiểu về cái dòng máy cắt cỏ ấy, anh em biết cái dòng máy cắt cỏ G3K này hay là máy Mitsubishi TL33 thì con này cái công suất của nó thì nó tương đương với con máy đấy nhá. Mấy con đấy anh em, nhiều anh em là bỏ máy to rồi đấy, nhưng mà con này thì em vẫn chỉ bảo là tầm trung thôi. Vẫn chỉ bảo là tầm trung thôi, chưa phải là to hẳn. Đó, nhưng mà về công suất là về vừa phát dao vừa phát cước được anh em nha. Giá em đang bán thanh lý cho anh em 1.4 triệu thôi. Anh em không múc thì còn múc ở đâu nữa, múc ngay thì còn gì nữa anh em. Nòng 36 ly nhá, em nói rõ rồi nha. Nòng của con này là 36 ly. Đấy, chế là chế Zin 3 Master Pro, hốc xăng như người luôn. Chế này đảm bảo cho anh em luôn, một ngày hết tầm 2 lít xăng rồi phát tẹt ga hồ em. 2 lít xăng trên một ngày nhá, V4 nhá. Con này anh em phụ nữ đeo được luôn, phụ nữ đeo thoải mái luôn. Anh em về phát thuê phát mướn mấy ngày lấy lại được vốn rồi. 1.4 triệu anh em nghĩ bằng bữa nhậu mà anh em. Phụ nữ người ta đeo được luôn. Đây nó làm cái lò xo ở đây này. À quên, nó làm cái cao su ở đây để cho anh em giúp nó giảm chấn cái phần cần, đỡ bị gãy. Đỡ bị gãy nhanh nhanh nhá. Máy mới tinh tình tình 100%. 1.4 triệu cho một chiếc máy này. Đó. Nổ không? Giật rất là nhẹ nhàng nha. Nổ nhẹ, gậy nổ lắm. Rồi, 1.4 triệu cho con V4.
nòng 36 ly. Anh em nào muốn múc thì múc ngay đi anh em nhá. Tên máy là Fukiwa. Và anh em muốn đặt hàng con này thì bảo anh muốn mua cây V4 là được nhá. Rồi, qua cây V5 này. V5 là một chiếc máy to để cho anh em về sử dụng chuyên đập phát cước. Hàng này thì nó là hàng Humana nhưng mà Humana loại 2 thôi nhá, chứ không phải là Humana của Thụy Điển anh em nhá. Humana loại 2, hàng này 1950 thôi, bán thanh lý luôn. Đấy. Nhập về số lượng nhiều quá nhưng mà bây giờ đang cần vốn để có điều kiện nhập những mẫu máy khác về bán nữa. Tại vì hôm bữa em ôm số lượng nhiều quá nên là bây giờ em bán thanh lý luôn, có 1.950.000, nòng con này là 40mm nhá. Con này thì để cho anh em khu vực Tây Nguyên hoặc là anh em khu vực ở trên Cao Bằng Lạng Sơn, anh em về rẫy nương phát nhiều đấy, tần suất anh em sử dụng liên tục về để đập phát cước quanh 5 ngày tháng ấy, thì em đang có cái con nòng 40mm này đây. Em đang bán 1.950 thôi anh em nhá, 1.950.000 em bao ship cho anh em luôn. Đây, phần đầu bò này xem là nó làm có chắc chắn không. Đầu bò là chống cuốn cưa, chống cuốn dây nhá. Đây nhìn cái phần đầu này, đầu bò nó làm rất là chắc chắn và dày dặn luôn anh em. Ống cần dày 2 ly, ống cần 28 dày 2 ly. Đấy, chân chống là chân chống sắt đầy đủ luôn anh em nhá, chứ không phải chân chống nhựa nhá. Chân hàng đều ấy thì nó sẽ thiết kế chân chống nhựa để nó giảm chi phí, nhưng mà hàng xịn nó sẽ làm chân chống sắt luôn. Côn là tum côn to. Phần cần máy này cũng như là phần cục máy có thể tháo rời ra nhau được. 1.950 cho một con máy này anh em, có múc thì múc ngay đi anh em nhé. Hốc xăng một ngày này về phát cước nhiều anh em thì hốc tầm khoảng 3 lít trên một ngày thôi. Còn anh em về phát dao thì tầm khoảng 2 lít rưỡi đến 2 lít nha anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em, 1.950.000. Đấy, 1.950.000 cho một chiếc máy này đây anh em. Anh em nhìn rõ kỹ hộ em nha anh em nhé. Đấy, rồi. Nòng 40mm luôn nha, chứ không phải là nòng nhỏ nhỏ đâu, nòng to đấy. Con này nặng tầm khoảng 7,5 kg. Anh em thấy ok cho anh em, nòng của nó là 40mm, hàng máy to, máy khỏe để cho anh em về chuyên sử dụng đập phát cước. Anh em nào muốn một chiếc máy cắt cỏ nhá, con này ngoài cửa hàng đang bán tầm khoảng 3 triệu là ít. Con này ngoài cửa hàng người ta đang bán 3 triệu là ít. Hôm nay em bán 1.950.000 thôi, chưa đến 2 triệu đâu anh em. Thanh lý mà, hôm nay máy thanh lý mà, nên là rẻ lắm anh em. Rồi cuối cùng là con V6 này. V6 con này nó là hàng máy liên doanh với hàng TG53. Nòng của nó này nó, hàng này thì nó là hàng siêu khủng long rồi. Để cho anh em đi phát thuê phát mướn hộ em ạ. Con này nòng 44mm luôn anh em nhá. Em đang bán có 2.7 triệu thôi. Ngoài cửa hàng đang bán tầm khoảng 3.5 triệu đấy. Nhưng mà hôm nay em bán 2.7 triệu thôi anh em. Con này thì nó là hàng tên máy là Kaiper TG53, công suất 2kW nha. Chế là chế 2 họng đầy đủ cho anh em luôn. Nòng con này là 44mm anh em nhá. Nó khỏe lắm, nó khỏe lắm anh em ơi. 2.7 triệu nòng 44mm. Côn này là côn to luôn anh em nha. Phần tum côn và phần cục máy có thể tháo rời ra nhau được. Nó khác. Đây, vặn bốn con ốc này thì có thể tháo rời ra được. Anh em thỉnh thoảng anh em kiểm tra hộ em cái côn, nếu mà bị mòn thì thay đi hộ em nhá. Máy dùng rất bền nhá. Con này ăn han xăng tầm khoảng 3,5 lít trên một ngày. 3,5 lít trên một ngày anh em nhá. Nếu mà anh em về đập phát cước, phát cày đấy anh em. Đấy, còn anh em mà phát ít thì em không nói. Đó, tay ga là tay ga cải tiến luôn rồi. Tay ga này là tay ga cải tiến luôn rồi, bót cả ngày không biết mỏi tay nhá. Đây anh em nhìn thấy không? Cái tay ga này có tăng chỉnh được luôn anh em nhá. Cho anh em nhìn hộ em nhìn phần cùm cần này, anh em nhìn nó làm xem. Chất lượng tuyệt đối luôn anh em, nhìn cái máy nhìn nó làm chất lượng tuyệt đối luôn. Tại vì em ôm nhiều quá nên là bây giờ em buộc phải bán thanh lý rẻ đi thì để cho nhanh hết hàng anh em ạ. Đây nó có cái cao su giảm sóc, giảm nhún ở cái phần cần này luôn anh em nhá. Anh em nhớ để nó làm êm cây tay là một này, để nó đỡ bị thỉnh thoảng nó đỡ bị nứt cái cần này làm bị gãy cần. Đó, đầu bò cũng là đầu bò chống cuốn cước, chống cuốn dây đầy đủ nhá. Đầu bò chống cuốn dây đầy đủ. Con TG Kaiper 2.7 triệu cho anh em luôn. Hàng này dùng rất bền, bảo hành 6 tháng cho anh em. Con này thì để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước, hoặc là anh em nào khu vực nhiều ấy, để cho anh em về xài chuyên nghiệp. Anh em ở rẫy nương và nhà nhiều rẫy đấy, muốn máy 40 ly, 41 ly vẫn chưa đủ công suất ấy, thì làm con 44 ly này luôn đi ạ. Đấy, 44 ly này luôn đi ạ. Không còn gì để chê nhá. Đấy, hàng ngày thì nó là hàng khủng long rồi anh em.
hàng khủng long rồi. Anh em nào mà xài nhiều rồi có lẽ là không còn xa lạ với hàng TG53 này nữa đâu. Anh em xài nhiều có lẽ còn xa lạ với dòng TG53 này nữa đâu. Rồi em đã giới thiệu cho anh em, thanh lý cho anh em. Đây là những cái mặt hàng hôm nay em đang còn sót lại, em bán thanh lý cho nó hết đấy. Giá thành thì bằng cái giá mà em nhập vào rồi đấy anh em. Anh em múc thì múc ngay đi ạ. Giá này thì ngoài cửa hàng không ai để cho anh em giá này đâu. Chỉ có bên em hôm nay để cho anh em cái giá này đấy. Nên là anh em muốn chốt nhá thì gọi ngay qua bên em và bảo anh muốn mua cây V mấy là được anh em nhá. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nhá.